Có chuyện gì thì em vẫn đóng cửa em ra ngoài được. Nhưng mà có khi em lười á, em lười ra ngoài lắm. Nên hầu như là thời gian của em là ở nhà em bán thuốc không. Này em nói anh làm gì em quên rồi. Anh làm bên bên điện này. Điện bên nhà máy tự động hóa, hệ thống bên nhà máy. Là công việc của anh lại đi nhiều hả? Ừ, cũng đi nhiều chứ, đi nhiều. Vậy thời gian anh dành cho gia đình là có nhiều thời gian không? Nói chung cũng lâu lâu cũng gọi điện về hỏi thăm ba mẹ thôi. Ừ. Anh làm như vậy thì thứ bảy chủ nhật anh có được nghỉ không? Thứ bảy chủ nhật anh nghỉ. Anh có gì hỏi em được không? Em ăn đi. Dạ. Anh cũng ăn đi. Ừ, hồi sáng là em chạy xe lên trên này hả? Dạ, em chạy xe Honda đi. Em đi với bạn em với là... Dạ. Anh đi với ai? Anh cũng đi với bạn. À dạ. Còn em ở Quảng Bình là ở chỗ nào? Dạ, em ở huyện Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh. Anh ở huyện nào? Anh ở Cẩm Thủy, trên chỗ suối cá. Sao rồi, nồi nói cái gì mà tôi ở ngoài tôi ngóng lỗ tai tôi nghe mà tôi không nghe được một cái gì luôn á trời. Nãy giờ có vô gì chuyện tình yêu chưa? Chưa chị. Trời chứ nãy giờ nói chuyện gì vậy? Hỏi thăm. Trời ơi, thiệt luôn á. Ăn rồi ăn ngon không? Cũng ngon. Ngon, hồi đó giờ có ăn món Nhật lần nào chưa? Chưa. Chưa. Rồi còn em, sao em? Dạ em thấy đồ ăn cũng ngon ạ. Đồ ăn ngon nhưng mà nãy giờ sao cũng ảnh nhát rồi em cũng anh em có tìm hiểu được cái gì ảnh vô đời tư ảnh chưa? Dạ cũng chưa chị ạ. Trời đất ơi, rồi làm sao mà tìm hiểu, sao mà đi tới hẹn hò được. Bây giờ chị hỏi thiệt em nè, em làm tiệm thuốc, chị bán thuốc thì chị nghĩ 10 năm trời, bao nhiêu người đi qua đi lại, đâu phải ai cũng có chồng có vợ đâu đúng không? Thiếu gì chàng trai độc thân vô đó, tại sao lại em không tìm được một người nào cho mình, hay là em bị cái gì, hay em có cái suy nghĩ gì hay như thế nào? Chứ làm sao mà không có người được? Thứ nhất thì em chuẩn gơn á. Và thứ hai là... Thứ nhất là sao? Em chuẩn gơn chị. Tại vì nhiều người kêu em là bị BD hay cái gì đó mà tới giờ chưa lấy chồng á. À. Dạ. Em là chuẩn gơn. Chị thấy em đúng là chuẩn rồi, tại vì em rất là thùy mị nè. Cho nên chị không tin là em không có một đối tượng nào mà tia em. Cũng có nhiều người nhưng mà em cảm thấy chưa có ai làm cho mình hài lòng. Lý do? Ủa, em có bị bất mãn đàn ông hay gì không? Hay sao vậy? Dạ không ạ. Tại sao? Tức là những người em gặp thì em chưa có cảm tình thì em sẽ không quen. Nhưng mà cái đó em không thích người ta, nhưng mà có anh nào cua em không? Nói thiệt đi. Dạ có. Cua là cua làm sao? Ví dụ người ta làm sao? Thì người ta xin số điện thoại xong rồi đi ăn, đi uống nước. Thì em không thích thì em không đi. Chưa bao giờ cho ai một cơ hội nào hết? Dạ cũng có, nhưng mà em đi ăn, cũng có đi ăn xong đi ăn về thì em cảm thấy mình không có tình cảm thì em dừng lại ở đó. Trời ơi em ơi, cái gì cũng phải có cái thời gian, phải chịu khó. Một lần một sao mà em nhận xét được con người được đúng không? Phải 5-3 lần, 7-10 lần chứ một lần sao mà được. Thôi được rồi, hồi nãy chị ra ngoài, chị rình rập, chị nghe hoài tụi em nói không chuyện được gì thì chị có thấy là có người thân của tụi em đi theo. Thì bây giờ chị sẽ mời người thân của tụi em vô. Nhiều khi họ thân với tụi em, họ sẽ cho chị một cái vài thông tin gì chứ nãy giờ chị tức cái cặp đôi này quá. Trời ơi, bố 34 tuổi còn trong đó quý vị. Hai bạn đã vào đúng vị trí của mình rồi. Và bây giờ thì bạn trai, hồi nãy giờ mình bị bịt mắt mà mình ngồi chờ đợi. Nên mình được ưu tiên giới thiệu trước về những thông tin cá nhân của mình. Nói lớn to rõ cho đối phương có thể nghe được nha. Dạ, em chào rồi. Chương trình chào chị Tường và chào bạn nữ kế bên á. Em tên là Dương. Dương. Dạ em sinh năm một cái gì Dương? Phạm Đình Dương chị. Phạm Đình Dương, rồi quê ở Thanh Hóa, hiện tại đang làm ở Thành phố Hồ Chí Minh chị. Mình đang làm công việc gì Dương? Em làm kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Dạ. Mời bạn gái giới thiệu thông tin của mình nè. Dạ em chào chị Tường. Em chào anh bên kia và chào khán giả truyền hình. Em tên là Trần Thị Sáu, năm nay em 33 tuổi, nghề nghiệp của em là dược sĩ. Em quê ở Quảng Bình ạ. Và em đã vào đây ở được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, dạ. Hiện tại là Sáu đang ở với ai? Thì em ở một mình. Ở một mình, vô đây dạ. 10 năm ở một mình, cũng dạ. Mình cũng thuê nhà ở luôn hay sao em? Dạ vâng ạ. À, em làm dược ở chỗ nào? Dạ em đang làm ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Là hiện tại bây giờ là đang sống ở Nhân Trạch, Đồng Nai? Dạ vâng ạ. Đây là quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có xuống Đồng Nai chơi lần nào chưa? Cũng có xuống mà ít xuống. Biết Nhân Trạch không? Có. Thế bây giờ nếu mà yêu mà nó xa xa không cùng trong thành phố thì là Dương có ngại gì không? Cũng ngại đi xa chị. Ngại gì, bây giờ mình thanh niên mình còn sức đi được mình cứ đi chứ, thời gian công việc bận nhiều lắm không? Cũng nói chung cũng có lúc bận lúc rảnh chị. Mình đi làm là nghỉ cuối tuần hay sao? Hay là dạ đúng rồi, cuối tuần em nghỉ. Cuối tuần. Bên đây Sáu đi làm cũng nghỉ cuối tuần hay sao? Dạ em làm ngày này em cũng làm hết, tại vì công việc của em là bán thuốc á. Nên rồi không làm... có tháng nghỉ ngày nào hết trơn, trời hả? Tháng nghỉ mấy ngày chứ?
Dạ không, lại tại vì là tiệm thuốc của em luôn nên em tiệm làm thuốc của em luôn. Dạ. Sáng mở cửa mấy giờ tới mấy giờ? Dạ em làm từ 6 giờ sáng tới 10 giờ khuya. Trời ơi, vậy rồi làm sao có bộ, rồi giờ có bộ rồi đi chơi, đi tìm hiểu, đi bằng giờ nào? Dạ, thì đó cũng là lý do mà em ế tới giờ. Thì vì lý do là em ế, nhưng mà nếu em không cải thiện được lý do đó thì em vẫn ế à. Tại vì chị cũng đâu cải thiện được cho em đâu. Ví dụ giờ anh nào quen với em mà ngày nào em cũng 6 giờ sáng, 10 giờ đêm rồi đi chơi giờ nào? Thì mình phải có một cái phương án nào khác không? Mà mình tìm người phụ hay là gì thì mình mới có bạn trai được chứ. Thì nếu mà có bạn trai mà đủ làm cho em có động lực em đóng cửa đi chơi thì em... Trời ơi, là đi chơi là đóng cửa, dạ. Là tiệm thuốc em bán một mình anh em thôi. Dạ vâng ạ. Trời ơi, mà cô bán thuốc xinh vậy mà hồi đó giờ chưa có anh nào bệnh nhân tới mua thuốc mà để ý hả? Dạ cũng có, nhưng mà em cảm thấy không phù hợp nên em không quen. Chưa muốn đóng cửa phải không? Dạ vâng. Bây giờ là muốn tìm một người nào để có thể đóng cửa tiệm thuốc đi chơi đúng không? Dạ. Rồi bên đây thì sao nè, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Dương? Chắc điểm mạnh là chắc em biết chơi tất cả môn thể thao vậy. Tất cả các môn thể thao? Ví dụ môn gì? Đá banh, giờ đánh cầu, chơi cờ, rồi đánh bida. Trời ơi, đá banh gì mà tay chân bủng rủng gì, người gì mà đá banh gì không? Ông gạt tôi hả? Đối thật chị. Đá banh? Dạ. Gì nữa? À, đánh cầu lông, rồi bida, rồi... Đánh cầu, bida? Dạ. Ủa đánh cầu thì cũng phải dùng lực cánh tay, sao cái tay ông nó còn mềm hơn cái tay tôi nữa. Là tôi gồng lên còn có con chuột nào, ông có không? Ông thì đánh kỹ thuật thì chị chứ không cần lực nhiều. Đánh cầu đâu cần lực đâu chị. Ủa đánh kỹ thuật thì cũng phải vậy chứ, đánh kỹ thuật đánh làm sao? Rồi đừng gạt tôi nha, đừng gạt tôi nha. Rồi, bây giờ còn chơi thể thao không? Lâu rồi không chơi, tại giờ này bận quá công việc không. Lâu là bao lâu? Chắc cũng 2-3 năm rồi không chơi. Trời đất ơi, rồi điểm yếu? Chắc hơi nhát chị. Nhát, thấy có vẻ hơi nhát thiệt ha. Dạ. Còn cái gì nữa không? Ngoài cái nhát ra còn gì nữa không? Cũng hơi lười chị. Lười là lười cái gì? Lười tắm? Không, tắm thì vẫn tắm bình thường chị. Chứ lười cái gì? Hơi ngủ nướng như vậy. À, không, thật ra thanh niên chưa vợ mà ai cũng vậy hết trơn á, cái đó không quan trọng. Còn Sáu thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của Sáu là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em là mẫu người thuộc tiếp người phụ nữ của gia đình. Dạ. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và cũng hơi nhút nhát một xíu. Trời, hai bên nhút nhát hết rồi, gặp nhau nói chuyện hẹn hò rồi ai là người mở lời đây? Khổ ghê vậy đó, còn gì nữa không? Còn nhiều lắm, giờ em không nhớ hết. Còn có ưu điểm đi, thêm vài cái ưu điểm cho chị đi. Em biết lắng nghe, biết chia sẻ. Hết rồi chị ơi. Vậy thôi đó hả, là ưu điểm chứ có vậy. Em tìm không ra chứ nhớ đó hết. Tình trường thì sao, mình có mấy mối tình rồi? Dạ thì trước giờ thì em có 2 mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình thì chia tay cách đây khoảng 4 năm rồi. Mà mình quen cái mối tình đó được bao lâu? Dạ cũng khoảng 1 năm ạ. Rồi chia tay cách đây 4 năm rồi. Dạ vâng ạ. Sâu đậm lắm không? Dạ cũng không có sâu, chưa có mối tình nào mà trọn vẹn hết ạ. Thì đương nhiên không trọn vẹn mới ngồi đây chứ, trọn vẹn kết hôn rồi. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay mối tình đó? Em cảm thấy như là hai người không phải là duyên nợ của nhau thì nên dừng lại. Nhưng cũng quen được cả năm rồi, thí dụ như không hợp là không hợp chỗ nào? Không phải duyên nợ là cái chỗ cụ thể cái chỗ nào? Để bây giờ mình rút kinh nghiệm cho cái mối tình sau nè, hiểu không? Không đồng đều quan điểm về tình yêu. Quan điểm của em thì như thế nào mà quan điểm của bạn đó thì như thế nào? Dạ quan điểm của em thì trong tình yêu thì chung thủy, sự chung thủy thì em luôn đặt lên hàng đầu. Còn bên bạn kia thì em thấy không được chung thủy giống em. Dạ. Không được chung thủy vậy là em phát hiện bạn đó lăng nhăng hay sao? Dạ vâng ạ, đại loại như vậy. Bắt tại trận hay là nghe người ta nói? Dạ em bắt tại trận. Bắt tại trận luôn. Không, cụ thể sao nè? Cái này qua điện thoại thôi chị ạ. Với lại nó cũng lâu em nên... thấy trong tin nhắn điện thoại hả? Dạ vâng ạ. Là bắt tại trận rồi anh đó chối hay là anh đó là thừa nhận xin lỗi hay là anh đó bơ luôn? Lúc đầu thì không nhận nhưng sau đó thì nhận và xin lỗi mà xin tha thứ, nhưng mà em không chấp nhận được nên em chia tay. Rồi hiểu. Dạ. Luôn. Còn em thì sao nào, tình trường mình như thế nào? Trước giờ chắc em cũng chưa mối tình nào. Đó giờ chưa có mối tình nào hết? Dạ. Thiệt hay giỡn vậy ông? Nói thiệt chị. Còn zin luôn. Cái đó bị để bạn nữ kiểm tra. Trời ơi, bạn nữ kiểm tra sao được, chị cũng phải kiểm tra trước sơ sơ rồi thông. Dạ. Tin coi rồi em có mận ăn gì được hay không chứ, tự nhiên giao đời con gái cho em rồi em không làm gì được hết rồi sao? Biết mận không? Có chứ chị, cái đó là biết bản năng thì biết chứ. Bản năng hả? Dạ. Mà em nghĩ là em làm được không? Chắc có chứ, chắc có. Mà em thích phụ nữ không? Có chị. Tại sao? 30 mấy tuổi, nãy em nói em nhiêu tuổi? 34 chị. 34 tuổi là ít nhất 20 tuổi là cho em. 20 tuổi biết yêu là phải rung động là trễ rồi. Tại sao 14-15 năm nay mà không để ý được ai, không quen được ai? Lý do gì? Chắc em cũng đi làm á chị. Làm rồi đi ham công làm. Trường nhiều á chị. Dạ, trước khi đi... Bao nhiêu người ta cũng đi công trường nhiều, người ta cũng làm mà người ta vẫn có tình yêu. Còn cái lý do nào khác không?
nói chung em cũng quen, nhưng mà ví dụ đi công trường nhiều á, tính em thì cũng không thích nhắn tin nhiều nên người ta em lười nhắn tin đó chị. Nhưng có gọi điện không? Cũng có gọi điện. Thích quen mà không nhắn tin rồi thì rồi làm sao thì kết nối với nhau như thế nào? Chứ đâu phải lúc nào mình cũng gặp nhau được đâu. Ví dụ công việc nhiều khi cả tuần mới hẹn nhau, cuối tuần đi chơi rồi không lẽ nguyên cả tuần là không nhắn tin cho người ta luôn hay đứt liên lạc là đúng rồi. Trời ơi sao hai bạn của tôi hôm nay có tư tưởng nó lạ quá hèn chi. Thế em phải quan tâm mỗi ngày sáng là em ăn gì chưa, em đi làm này kia. Đúng không? Ít nhất một ngày cũng phải ba cử sáng, trưa, chiều giống như em ăn cơm vậy thì mới là gọi là mối quan hệ yêu đương. Chứ giờ không lẽ cả tuần mới gặp nhau lần rồi không nhắn không gọi gì rồi cả tuần mới gặp thì làm sao mà kết nối được với nhau. Mà giờ muốn lấy vợ chưa? Muốn rồi chị. Muốn rồi. Dạ. Đó giờ có nắm tay ai, có hôn ai cái nào chưa? Nắm tay thì có nhưng mà hôn thì chưa. Hôn là chưa. Hôn má có chưa? Chưa. Chưa luôn. Má chưa sao tới môi được. Thôi khỏi hỏi câu sau ha. Trời đất ơi khổ ghê đi trời ơi. Có nhìn thấy một anh nào mà trong người mình xao xuyến chưa? Không, bình thường chứ không có. Chắc không có. Ôi sao 34 tuổi mà chưa xao xuyến gì luôn hả? Rồi bây giờ em thí dụ như em muốn lấy vợ rồi thì em muốn lấy một cái người vợ như thế nào? Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Nói chung là biết nói chuyện với lại biết tính trên nhìn dưới rồi chị. Với lại chung thủy rồi đó. Chung thủy. Rồi cô này là chung thủy đó. Cô chia tay bạn trai trước là tại bạn trai trước không chung thủy. Nhưng mà về ngoại hình thì như thế nào? Có cái chuẩn như thế nào không? Cao thấp mập ốm tóc tai quần áo hiện đại hay cổ điển? Cao 1m55 trở lên được chị. 1m55 trở lên, rồi. Nói chung là anh mặc cũng không có hở hang quá. Không hở hang quá, có phải gu thích truyền thống phải không? Rồi gì nữa? Em không thích con gái xăm hình. Trời ơi, cô xăm bự quá trời, ngay trước ngực thấy chà bá luôn. Xăm ví dụ xăm kín thì được chị. Nghĩa là xăm một mình em coi thì được, dạ. Xăm mà người ta coi là không được. Dạ đúng rồi chị. Đúng không? Rồi tôi nói vậy phải đúng luôn á hả? Hiểu rồi, em có xăm gì không em? Dạ không ạ. Nhớ có xăm chỗ kín một mình ảnh coi, đừng có xăm lộ ra nha. Dạ vâng. Vậy thôi đúng không? Tiêu chuẩn như vậy thôi đúng không? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người chồng tương lai mình là người như thế nào? Dạ em muốn tìm một người là mẫu người đàn ông của gia đình. Ừ. Trong tất cả các vấn đề thì phải đặt gia đình lên đầu tiên. Ừ. Và chung thủy, biết chia sẻ việc nhà với vợ. Ừ, hỏi chỗ này cái đã, có biết làm việc nhà không? Chắc biết chị. Chắc biết là biết hay không biết? Cũng biết chị, nhưng mà là biến làm. Dạ. Nhưng mà thí dụ sau này lấy vợ về thì có làm hỗ trợ cho vợ không? Có chị. Chắc không? Chắc. Chia đều ra nha. Dạ. 50-50 nha. Biết nấu ăn không? Cũng biết nấu chút chị. Chút, thôi vậy cũng được rồi. Còn gì nữa không em? Anh có mập không anh? Không mập. Em thích một người mập. Trời, lạ vậy. Anh này là dân thể thao, chơi các môn thể thao cho nên là anh không có mập lắm đâu. Anh là vừa người chắc chắn thôi. Đâu có đem hình ảnh gì theo không? Có hình chị. Đâu cho chị mượn coi hình của em coi. Trời ơi sao đông người dữ vậy, nhìn lóa mắt làm sao mà lựa ra được. Trời ơi trời, năm cô đó kiếm đi, đưa hình này chục cô là rối luôn. Rồi ảnh trọng trọng á, kiếm ảnh đi. Roi, chơi các môn thể thao, 34 tuổi. Ai? Cô này hả chị? Tại sao chọn cô đó? Thích cô đó phải không? Được không? Gả luôn cho. Em nghĩ là nghe tiếng thì giống cảm nhận như vậy. Ủa nghe tiếng mà nhìn hình biết luôn hả? Hay quá. Rồi cầm hình đi để ngồi nhớ ra có phải không? Kiếm ra anh đó chưa? Anh này hả chị? Sao biết anh này? Tại vì chị nói roi nên em. Hay quá vậy ta, sao anh nào cũng roi mà hai người này hay dữ vậy trời. Rồi xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để mình kiểm tra xem cái ngày hôm nay mình cảm nhận đúng hay sai nha. Rồi bây giờ thì cánh cửa sẽ tim sẽ được mở ra. Rồi. Chào em. Đúng không các bạn? Chắc đúng rồi. Chắc đúng mà đúng còn chắc nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Hay quá, vỗ tay cho hai bạn nha. Đó. Tặng em. Dạ em cảm ơn. Em cao mét mấy? Em cao mét 63. 63, ngồi xuống đi cưng. Em cao mét mấy? Dạ em 1m52. 1m52 rồi, vậy đều rồi, đạt chuẩn rồi đó. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi. Này là quyển sách, với lại quyển sách này thì em thấy nó nhiều thông điệp rất là hay nên em muốn gửi nó tới anh và cái này. Rồi cảm ơn em. Rồi, sách thì thấy rồi còn hộp quà gì nữa vậy? Cúi ra coi, người ta tặng mình quà gì? Cái đó bí mật mà. Bí mật cái gì? Biết nữa lên đây còn bí mật nữa. Cái đó là bức tượng ông bà già và trong bức tượng này là em thấy hai ông bà rất là hạnh phúc và về già người ta rất là bình yên và em mong rằng là sau này anh cũng người phụ nữ của anh cũng được như vậy. Rồi cảm ơn em. Yeah.
sau này anh cùng em đi, anh cùng người phụ nữ của anh nữa, khổ ghê luôn vậy đó. Rồi thôi, một món quà rất là ý nghĩa, đọc đi. Tôi thấy cái chủ đề này rất là đúng với hai bạn luôn. Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi, em cũng phải thay đổi nữa. Ai đâu mà 34 tuổi mà còn trong trắng thơ ngay vậy, làm sao mà có kinh nghiệm lo cho vợ cho con được. Nhát quá, mạnh mẽ lên. Đó, em cũng vậy, phải thay đổi chút xíu ra, cuộc sống mình mới thay đổi được. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện một chút xíu nè. Trước tiên là hồi nãy cổ đã nói quan điểm tình yêu của cổ rồi, thì quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Em nghĩ là khi mà yêu thì nếu mà mình xác định thì tới tiến tới hôn nhân. Xác định tiến tới hôn nhân. Em quen bao nhiêu lâu thì em nghĩ mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Nếu một mối quan hệ khoảng 1 năm đó chị. Tìm hiểu khoảng 1 năm. Bây giờ vấn đề của hai bạn còn một số cái là hai bạn đều là nhát nè, hai bạn đang là ở xa nè. Thì một chút xíu nữa hai bạn hãy trực tiếp trao đổi, thẳng thắn vô cái vấn đề chính, đừng có hỏi lòng vòng vô những cái vấn đề cụ thể, để xem mình có cái phương án hay không, có cách nào để mình có thể tiếp cận nhau nhanh nhất hay là không ha. Hai bạn trao đổi với nhau, chị Tường sẽ ra ngoài ít phút cho hai bạn có cái thời gian tâm sự riêng. Và trước khi đi thì chị Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mừng. Đây là một set khai vị tổng hợp của nhà hàng Phiêu Mường, trang trí rất là đẹp mắt ha. Nhớ ăn mấy đồ ăn thôi, đừng ăn than nha. Than là trang trí cho nó đẹp thôi, nhìn cho nó nóng nó hot. Rồi mời hai bạn thưởng thức đi ạ. Nhớ ăn rồi trò chuyện tự nhiên với nhau, một chút xíu chị Tường quay lại nha. À, xin lỗi hồi nãy anh không nghe rõ tên em tên gì nhỉ? Dạ em tên Sáu. Sáu. Dạ. Anh tên gì em cũng quên mất rồi. Anh tên Dương. Dương ạ, dạ vâng. Sáu ở trong này có anh em gì không? Dạ có, em vào đây ở với anh trai. Anh trai. Dạ. Anh trai cũng ở với Nhân Trạch luôn hả? Anh trai em ở Long Thành, trước thì em ở chung với anh trai, nhưng mà sau đó em mở quầy thuốc thì em ra ở riêng mình. Dạ. Anh ở chỗ nào? Anh trên quận 12 á. Trên Sài Gòn thì xa quá, em ít khi em đi lên ở trên này, em không biết đường ở trên này. À, dạ. Anh cũng ít khi xuống với Nhân Trạch. Vậy xa quá hả? Mời đi em. Dạ, em mời anh. Dạ. Ủa vậy em bán thuốc, vậy là bán chắc là không có thời gian, ít thời gian nghỉ hả? Dạ bình thường thì có chuyện gì thì em vẫn đóng cửa em ra ngoài được. Nhưng mà có khi em lười á, em lười ra ngoài lắm. Nên hầu như là thời gian của em là ở nhà em bán thuốc không ạ. Nãy anh làm gì em quên rồi. Anh làm bên bên điện đó em. Điện bên nhà máy, máy tự động hóa, hệ thống bên nhà máy. Là công việc của anh là anh đi nhiều hả? Ừ, cũng đi nhiều chứ, đi nhiều. Vậy thời gian anh dành cho gia đình là có nhiều thời gian không? Nói chung cũng lâu lâu cũng gọi điện về hỏi thăm ba mẹ thôi. Ừ. Anh làm như vậy thì thứ bảy chủ nhật anh có được nghỉ không? Thứ bảy chủ nhật anh nghỉ. Anh có gì hỏi em được không? Em ăn đi. Dạ. Anh cũng ăn đi. Ừ. Hồi sáng là em chạy xe lên trên này hả? Dạ, em chạy xe Honda đi. Em đi với bạn em với là... Dạ. Anh đi với ai? Anh cũng đi với bạn. À dạ. Ở em ở Quảng Bình là ở chỗ nào? Dạ, em ở huyện Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh. Anh ở huyện nào? Anh ở Cẩm Thủy, trên chỗ suối cá. Sao rồi, nội nói cái gì mà tôi ở ngoài tôi ngóng lỗ tai tôi nghe mà tôi không nghe được một cái gì luôn á trời. Nãy giờ có vô gì chuyện tình yêu chưa? Chưa chị. Trời, chứ nãy giờ nói chuyện gì vậy? Hỏi thăm. Trời ơi, thiệt luôn á. Ăn đồ ăn ngon không? Cũng ngon. Ngon, hồi đó giờ có ăn món Nhật lần nào chưa? Chưa. Chưa. Rồi còn em? Sao em? Dạ em thấy đồ ăn cũng ngon ạ. À, ngon, nhưng mà nãy giờ sao cũng ảnh nhát rồi em cũng anh em có tìm hiểu được cái gì ảnh vô đời tư ảnh chưa? Dạ cũng chưa chị ạ. Trời đất ơi, rồi làm sao mà tìm hiểu, sao mà đi tới hẹn hò được. Bây giờ chị hỏi thiệt em nè, em làm tiệm thuốc, chị bán thuốc thì chị nghỉ 10 năm trời, bao nhiêu người đi qua đi lại, đâu phải ai cũng có chồng có vợ đâu đúng không? Thiếu gì chàng trai độc thân vô đó, tại sao lại em không tìm được một người nào cho mình, hay là em bị cái gì, hay em có cái suy nghĩ gì hay như thế nào chứ? Dạ, làm sao mà không có người được? Thứ nhất thì em chuẩn girl á. Và thứ hai là... Thứ nhất là sao? Em chuẩn girl chị. Tại vì nhiều người kêu em là bị BD hay cái gì đó mà tới giờ chưa lấy chồng á. À. Dạ. Em là chuẩn girl. Chị thấy em đúng là chuẩn rồi, tại vì em rất là thùy mị nè. Cho nên chị không tin là em không có một đối tượng nào mà tia em. Cũng có nhiều người nhưng mà em cảm thấy chưa có ai làm cho mình hài lòng. Lý do? Ủa, có em có bị bất mãn đàn ông hay gì không? Hay sao vậy? Dạ không ạ. Tại sao? Tức là những người em gặp thì em chưa có cảm tình thì em sẽ không quen. Nhưng mà cái đó em không thích người ta, nhưng mà có anh nào cua em không?
Nói thiệt đi. Dạ có. Cua là cua làm sao? Ví dụ người ta làm sao? Thì người ta xin số điện thoại xong rồi đi ăn, đi uống nước. Thì em không thích thì em không đi. Chưa bao giờ cho ai một cơ hội nào hết? Dạ cũng có, nhưng mà em đi ăn cũng có đi ăn, xong đi ăn về thì em cảm thấy mình không có tình cảm thì em dừng lại ở đó. Trời ơi em ơi, cái gì cũng phải có cái thời gian, phải chịu khó. Một lần một sao mà em nhận xét được con người được, đúng không? Phải 5, 3 lần, 7, 10 lần chứ một lần sao mà được. Thôi được rồi, hồi nãy chị ra ngoài, chị rình rập, chị nghe hoài tụi em nói không chuyện được gì. Thì chị có thấy là có người thân của tụi em đi theo. Thì bây giờ chị sẽ mời người thân của tụi em vô. Nhiều khi họ thân với tụi em, họ sẽ cho chị một cái vài thông tin gì. Chứ nãy giờ chị tức cái cặp đôi này quá. Trời ơi, bố 34 tuổi còn trong trắng thơ ngay luôn. Mời người thân của hai gia đình vô góp vui câu chuyện chứ chị căng thẳng quá. Đương ơi. Rồi, chào, dạ, chào anh. Rồi mình là sao của bên Dương ạ. Chào chị Cát Tường, rồi chào tất cả. Thì Dương đây là bạn học chung đại học với em. Nói chung là bạn Dương này rất là hiền hòa, rất là nhút nhát, lên đây nhìn run vậy thôi. Nhưng thực chất là đi ra chơi ngoài là anh em cũng đi rất là nhiều. Mà có con gái không chứ đi với mấy anh không? Con gái chứ không. Mà cũng vậy đó, đi con gái sao không có bạn gái nào xưa giờ chưa hung cái nào, chưa nắm tay cái nào. Bạn thân mà sao để cho bạn thân của mình nó như vậy? Tại môi trường làm việc trước đây đi học ngành điện tử cho nên là cũng còn là con trai không là nhiều. Đó, rồi sau ra đi làm công trình điện này nọ kia, rồi công trình thì cũng tiếp xúc nhiều cho nên là nhiều lúc đi chỗ này chỗ kia liên tục. Chứ thực chất là bạn này là cũng làm rất là manly chứ phải không? Manly là một chuyện, manly giờ này chưa hung cái nào manly gì. Hôm nay là phải lên chương trình nhờ chương trình là mai mối cho một cơ bản là bạn này là cũng có công việc ổn định. Thì mình thấy thì cũng được. Bạn Dương coi sao thì hai bạn tạo cơ hội cho nhau. Bảo vấn đề giờ là Dương là người là nam, đúng không? Em đồng ý với quan điểm của chị Tường không? Đúng rồi. Dương phải mạnh mẽ, Dương phải đó, người ta phụ nhưng mà nữ. Đừng run chắc đó, người ta phụ nữ truyền thống. Bây giờ Dương phải là người chủ động, phải lập kế hoạch. Nếu mình muốn mình phải có cái kế hoạch, mình phải có chiến thuật, mình phải có thời gian, phải có đầu tư mới gặt hái được thành quả, đúng không? Chứ cứ vậy hoài làm sao mà được. Chị chỉ cho cơ hội gặp nhau thôi, chứ chị đâu thể nào mà chị làm gì thêm được nữa. Cho nên là tụi em trách nhiệm bạn bè là phải hút Dương, phải xúc tiến cho Dương nhiều. Đồng ý không? Đồng ý. Đó. Rồi giờ còn em gái là sao của Sáu? Dạ em là em họ của chị Sáu á. Rồi. Em cũng ở chung với chị Sáu được 2 năm nữa. Ừ. Nên em biết chị Sáu rất là hiền và chị ấy rất là độc lập, tất cả các công việc của chị ấy và tự làm chủ được luôn. Cho nên trong cái chuyện tình cảm của chị ấy thì chị ấy rất là thận trọng. Cho nên là để bước qua chữ thận trọng đó thì cũng là một cái câu hỏi rất là lớn. Cho chị Sáu một lời khuyên, một lời khích lệ nè. Chị ơi, bây giờ em nhìn bạn trai bên này cũng rất là được ạ. Roi nhưng mà sau này về chắc là chị vỗ béo lên được á. Cho nên chị hay chị cho nhau một cơ hội đi. Rồi về mình thông thỏa sau. Em có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Rồi bên này có vợ chưa? Chưa luôn chị. Chưa luôn hả? Được không? Tôi không mấy cho hai người này xuống, tôi mời hai người này lên ngồi luôn. Rồi thôi giờ cảm ơn hai bạn nhiều nha. Đó, giờ vô lại vấn đề mình nè. Bây giờ mình cho hai bạn thoải mái một chút nha. Cho hai bạn chơi một cái mini game nhỏ nhỏ. Bây giờ mình bốc thăm ha. Bốc thăm trúng thưởng ha. Trúng cái phần thưởng gì trong này thì mình sẽ hưởng cái phần thưởng đó ha. Đồng ý không? Dạ. Rồi, mỗi người bốc một lá đi. Đọc lớn lên yêu cầu của chương trình. Bạn gái đọc trước đi cưng. Bạn có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không? Và lý do tại sao? Ở cho chị buồn thôi. Đọc sao thiếu chữ gái của người ta vậy cưng? Trời ơi, bạn gái có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không? Và lý do gì sao? Rồi trả lời đi cưng. Em trả lời ạ? Bạn gái đàng hoàng mà em trả lời chứ bạn không có chữ gái trọng. Dạ em xin trả lời câu hỏi này là em không chấp nhận sống thử trước hôn nhân. Lý do thì tại vì em cảm thấy là cho dù có chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ cũng là người chịu tổn thương rất là lớn. Tại vì em cũng là một người rất là dễ bị tổn thương nên em sẽ không cho phép bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Vậy em quyết định là không sống thử ạ? Không sống thử. Dạ. Em có đồng ý hay là có suy nghĩ gì về quan niệm của bạn gái không? Thì em đồng ý chị. Em đồng ý phải không? Thí dụ em gặp một người bạn gái mà bạo dạn hơn mình, là bạn gái cho mình có thử không? Thử với chị. Trời ơi, đó. Nãy giờ tôi thấy có ông nói có một câu này là thẳng thắn mạnh mẽ thôi à. Rồi đọc câu hỏi của mình đi nè, tưởng em nói không luôn chứ. Bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Đó, cái này yêu chương trình yêu cầu phải Cát Tường, đừng nói Cát Tường lúc nào cũng bắt yêu cầu. Hồi nãy nghe đồn chơi thể thao dữ lắm mà. Làm đi cưng. 10 cái em gái đếm giùm đi em. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 Bonus thêm cũng được. 9. Đó, người ta bonus thêm kìa. Thôi được rồi, để ụp mặt xuống dưới luôn, khổ lắm nè. Bây giờ á, mình thể hiện tài lẻ đi, mình hát hò văn nghệ cho nó vui. Còn cái chuyện về tình cảm, cảm xúc hai bạn dành riêng cho mình, và một lát chỉ đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thôi. Ai hát trước? Anh đi. Anh đi, mạnh mẽ lên anh. Mời anh. Hà Nội mùa này vẫn như cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lỡ. Lặng lặng thu bay, một cõi đi về. Em xin hết. Rồi, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Không ai vỗ tay hả? Tới phiên em. Dạ, vậy thì em xin hát một vài câu thôi. Ở trong bài Cảm ơn tình yêu. Rồi. Lặng yên nghe con tim với yêu thương đồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi lặng thêm phút giây này. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Rồi, nhẹ nhàng, sâu lắng, cái style âm nhạc cũng gần giống nhau. Bây giờ chị Tường dành cho hai bạn mỗi người 30 giây nữa, hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Bạn trai chưa bao giờ nắm tay bạn gái một lần nào. Bạn có thể xin bạn gái được phép nắm tay qua trái tim này. Xem thử có một cái luồng điện nào đó, cái luồng điện âm dương nào nó truyền qua hai bạn hay không. Mời hai bạn. Anh nghe nắm tay em được không? Em phải chồm qua, tại vì mỗi người đều phải chồm nó mới tới được. Cái này để sau được không chị? Trời ơi, cái này cái nắm tay giống như cái bắt tay. Em gặp khách hàng em nắm tay cũng là chuyện bình thường thôi em. Không có cái gì mà lớn lao đâu. Chị nào hung nhau kìa. Nắm tay đi cưng. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây để cảm nhận, rồi chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng. Có điện giật không anh? Cũng hơi run run xíu. Rồi, được rồi các bạn. Bây giờ hai bạn đặt tay vào nút bấm và sẽ nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, hai bạn đưa ra quyết định của mình và mình phải tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Bấm nút có nghĩa là mình cho nhau một cơ hội để được tìm hiểu. Còn thật sự nếu mình có cảm xúc, mình có chút tình cảm, hoặc thật mình chưa cảm nhận được cảm xúc nhưng bằng lý trí mình suy nghĩ rằng cái đối phương này có thể là một cái người mình nương tựa được, có thể là một người phù hợp với cái mẫu người mà mình đang tìm kiếm, thì mình cho mình cơ hội. Mỗi người tự đưa ra quyết định của mình nha. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Chắc là em xin lỗi anh nhé. Thì này em cũng nói là tại vì cái khoảng cách á, cái khoảng cách của em với của anh ấy là hơi xa. Thường là cái tính của em thì nó cũng hơi khó một xíu, là cái bạn trai nào phải thật mạnh mẽ, kiểu là hơi lì một xíu thì mới lại có thể là làm em gục ngã được. Còn tại vì em thấy anh này cũng hơi nhát á, mà em cũng nhát thì em sợ. Cũng có thể cái cảm nhận của em cũng đúng. Cảm xúc của em như thế nào? Thì em nghĩ là tới đây cũng là cái duyên rồi chị. Thì mình cũng nhấn nút để cho một cái cơ hội để mình tìm hiểu thôi. Thì không ấy thì mình cũng làm bạn thôi. Em thì... Rồi, cảm ơn hai bạn. Không có gì ạ. Mời hai bạn đứng lên ạ. Thì Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai em ha, sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em trai phải cố gắng mạnh mẽ hơn xíu nữa nha. Mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn. Mình với lại mình thanh niên, mình phải luôn chủ động trong mọi công việc. Thì các cô gái mới yên tâm để mà dựa vào. Đó, riêng em cũng vậy, thì em thì phải mở lòng ra một chút. Dạ. Cho mình cái cơ hội ha, cuộc sống phía trước còn rất đẹp. Sau này biết đâu em tìm được một nửa yêu thương của mình rồi, em mới nghĩ trời ơi sao mình lại ở không một thời gian dài như vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn. Đây là một món quà của chương trình dành tặng cho em để làm đẹp nha. Dạ. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn giữ sức khỏe em nha. Dạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình và luôn ủng hộ cho chương trình. Bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt.